Xin chào quý anh chị, cô chú bác thân mến. Trước tiên cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới quý cô chú bác anh chị em thân mến nha. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và năm mới tỷ sự như ý phát tài nha. Trăm điều may mắn, vạn điều bình an, sức khỏe thì dồi dào, phát tài phát lộc. Và sau đây em xin chia sẻ về câu chuyện của cô 4T mùa nước lũ ngoài miền Trung năm 2020 nha các anh chị. Nếu không quyên góp được hàng trăm tỷ đồng và không tự mình đào tạo, diễn từ đầu đến cuối, không minh bạch tài chánh, không khóa mõm mạnh thường vân, vân vân và mây mây, thì liệu gia đình ông Vinh bà Tiên có chịu bỏ ra 3 tỷ 940 triệu đồng chém gió cho đồng bào miền Trung như lời kia không? Căn cứ vào đâu để cộng đồng tin là gia đình ông bà Tiên Vinh không những không ăn chặn mà còn góp 3 tỷ 940 triệu đồng? Hay là tài khoản của bà Tiên, Tiên muốn chi bao nhiêu thì chi? Facebook của Tiên Vinh, Tiên Vinh muốn nổ bao nhiêu thì nổ? Tiên từng hứa với Mạnh Thường Quân trên fanpage của mình là minh bạch từng đồng, nhưng rồi được nói được mà không làm được. Nghe bảo Tiên Vinh là Phật tử đã gửi mình nơi cửa Phật, thế nhưng không rõ Tiên Vinh có biết thế nào là bất vọng ngữ không nhỉ? Bất vọng ngữ theo lối nói nôm là ngừng xạo, là không có xạo nha, đừng có xạo láo nha. Mạnh Thường Quân chia sẻ bắt cơm với đồng bào miền Trung lúc khó khăn hoạn nạn, nhưng cho đến nay Tiên vẫn còn ôm giữ hàng chục tỷ đồng đấy trong tài khoản cá nhân của mình và lý do gì? Và không rõ tới thời gian nào thì sẽ hoàn thành giải ngân số tiền thiếu minh bạch kia. Số tiền kia chưa minh bạch có phải chăng là trong tài khoản bên đó còn ở lại đó, vân vân và vân vân. Câu chuyện hôm nay á, em chia sẻ các anh chị thân mến đến đây đi nha, các anh chị em, cô chú bác. Và em xin hẹn gặp lại cái chương trình tiếp theo. Xin mến chúc quý anh chị em, cô chú bác luôn mạnh khỏe, tỷ sự như ý, phát tài, phát lộc nha. Em xin mến chào, tạm biệt, thank you, em bye bye.